Thái Nặc nói: "Tông chủ chớ trách hiện tại trong môn người chủ sự cũng chỉ còn có một mình ta, những người khác đều đã theo đại quân ra tiền tuyến hết rồi." Ra tiền tuyến, đường tam trong lòng cả kinh, cũng không tiến vào tùng môn vội hỏi đã xảy ra chuyện gì khai chiến với phú hồn đế quốc rồi sao thái nặc nói mười ngày trước thiên đấu đế quốc tuyết băng bệ hạ ngự giá thân trinh dẫn theo trăm vạn đại quân hơn sáu nghìn hồn sư đi ra tiền tuyến đường môn ta thất bảo lưu ly tông sư lễ các học viện cao thủ các nơi đều xuất phát theo phụ thân nhờ ta nhắn lại với ngài khi nào ngài trở về cũng xin nhanh ra tiền tuyến chi viện Nghe Thái Nặc nói, trong lòng của Đường Tam nhất thời xuất hiện không ít ý nghĩ, tâm niệm thay đổi, thật nhanh đã đại khái hiểu rõ được sự tình. Rất hiển nhiên, thiên đấu tình là hai đại đế quốc cũng đã ý thức được tình huống hiện tại của vũ hồn đế quốc, tự nhiên sẽ không đợi vũ hồn đế quốc tiến hành tu chỉnh hoàn tất, xâm phạm đến mình. Tiên hạ thủ vi cường, chủ động tiền chiến, một chiêu này không thể nghi ngờ là hết sức cao minh, vừa có thể làm loạn sự bố trí của võ hồn đế quốc, đồng thời cũng có thể chiếm được tiền cơ, không cần hỏi qua, nhất định là tình là đế quốc bên kia hiện tại cũng đã hành động rồi. Tông chủ vào trong rồi hãy nói, Thái Nạc đứng tránh xa những lối cho đường Tam, Đường Tam lắc đầu sẽ nói Không cần thái nặc thúc thúc Tông môn giờ sao cho người quản lý Thời gian gấp gáp ta cần nhanh một chút chạy ra tiền tuyến Hiện giờ ta cần biết rõ tình huống một chút Tuyết băng khi mà kế vị thì như thế nào Hiện tại trong thiên đấu thánh Còn có thể lại hồn sư phòng ngự hay không Tiết băng bệ hạ là 3 năm trước đấy sau khi tiết xạ đại đế bị bệnh qua đời mới lên ngồi kế vị. Mấy năm này vẫn dốc sức vì nước, đối với đường môn chúng ta cũng hết sức chiều cố. Trước mặt tổng môn đệ tử có được hơn 2.300 người. Trong đó, ngoài trừ các đệ tử của tứ đại tổng tộc xa, đều là các đệ tử tinh nhuệ do sửa lấy các học viện đào tạo xa đưa đến, đều đã được đại sử đích thần sàng lọc, được thiên đấu đế quốc ủng hộ. Chúng ta sản xuất ra hàng loạt vũ khí, lấy vũ khí chủ đạo là trừ các thần nó giúp cho đại quân thiên đồ đế quốc trang bị khoảng một vạn quân tinh nhuệ tuyết băng bệ hạ đã đích thân đặt trò chi quân đội này tên là đường gia quân lần này xuất chính gia gia tạm thay tông chủ thống soái chi quân đội này đợi khi ngày đến sẽ chính thức tiếp nhận Thái Nặc đẹp những tình huống mà Đường Tam muốn biết nhất, dùng vài lời ngắn gọn nói qua một lần. Nghe sau những lời nấy, Đường Tam gật đầu. Xem ra Tuyết Băng nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, quả nhiên không chút uổng phí. Quả thật nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ, tốt lắm như vậy đi. Thái Nặc thúc thúc, tao viết một phong thư ngươi lập tức phái một mẫn đường đệ từ lập tức đưa đến tiểu thôn của hạo thiên tông. mặc dù tại đế đô có thể để lại một ngàn danh hồn sư thủ hộ, nhưng vẫn rất yếu. một khi tình hình chiến sự tại tiền tuyến chúng ta chiếm ưu thế, võ hồn đế quốc rất có thể sẽ phái các đội quân hồn sư tình nhuệ kéo đến đế đô gây rối. có hạo thiên tông đóng tại đế đô phòng thủ mới bảo đảm không có gì đáng lo. công chủ hạo thiên tông thái đặc nghe được bà chữ hạo thiên tông đồng tử rõ ràng có rút lại vài phần. đường tam trầm giọng sẽ nói. Đường môn là đường môn, hạo thiên tông là hạo thiên tông, vĩnh viễn không sát nhập là một. Hiện tại chúng ta có cùng một địch nhấn đều là vũ hồn đế quốc, không phải lúc chỉ cứu các loại ân oán năm xưa. Hạo thiên tông hiện tại đã quyết định xuất quan, vai để bọn họ chiến thủ tại đế đô, vừa giúp chúng ta tránh được lưỡi lò phía sau, đồng thời cũng tránh cho hạo thiên tông cùng với các vị đường chủ gặp nhau lại xấu hổ. Vâng. Thái Nặc cung kính nhận lệnh, gặp lại Đường Tam mặc dù nhìn qua tướng mạo của Đường Tam biến hóa cũng không lớn, chỉ là so với trước đây càng thêm trầm ổn, nhưng trong cặp mắt của hắn lại xuất hiện ra thêm một vẻ uy nghiêm không thể nào hình dung ra được. Mỗi một câu hắn nói ra đều tràn đầy khí độ, làm người khác phải tin tưởng. Mỗi một cái sờ tay nhấc chân chắc những như là ung dung cao quý, hơn nữa lại còn bao hàm một phong thái lãnh đạo, cho dù là người mà hắn từng gặp qua, thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong trí, dẫu như cũng không không có được đặc tính đặc biệt như vậy của đường tam Thái Nạc đương nhiên không biết, tính chất đặc biệt này của đường tam nguyên nhân rất lớn chính là bắt nguồn từ hải thần chi quang, làm cho hắn gần như là lột xác tái sinh, là người được hải thần lựa chọn, như thế nào có thể sống như người bình thường được đây. Rất nhanh thì đường tam đứng ngay trước cửa của đường môn viết xong một phong thư, giao cho Thái Nạc, bằng vào tốc độ của mẫn đường đệ tử không cần đến nửa ngày, Hào Thiên Tông nhất định sẽ nhận được, tuyệt không có bất cứ chậm trễ gì đồng thời hắn cũng viết thêm một phòng thư khác cũng sao cho thái nặc dặn do hắn trực tiếp đem đến nguyệt hiên có cô cô hắn tiến dẫn cùng với phòng thư này của mình hào thiên tông tiến vào bên trong hoàng thất là không thành vấn đề mặc kệ nói thế nào đi nữa trước đây mình cũng đã đường thụ phòng cho chức thái tử thái sư cao quý như vậy hẳn là tiếng nói cũng sẽ có trọng lượng hiện tại thiên đấu đế quốc cũng đang cần gấp nhiều hồn sư tinh anh chắc chắn sẽ không cự tuyệt Tiểu vũ phải khiến người khổ cực rồi Chúng ta cần phải tiếp tục chạy đi Hôn sự của chúng ta cũng Đường tam ôm nhú nhìn về phía tiểu vũ Trong mắt tràn ngập về ái náy Tiểu vũ thản nhiên cười Cầm lấy bàn tay của đường tam sẽ nói Nói những lời đó làm gì Bao nhiêu gian khổ như vậy Chúng ta đều vượt qua hết Còn tính gì chút thời gian chờ đợi như thế Đại sự quan trọng võ hoàn điện Cũng là kiểu nhân đã giết chết mẹ của ta Hủy diệt bọn họ cũng là nguyện vọng của ta Chúng ta đi thôi đường tam cùng với tiểu vũ từ biệt thái nọc hai người rất nhanh rời khỏi thiên đấu thành đường tam lúc này mới ôm tiểu vũ phi thân thẳng hướng về phương nam bay đến dựa theo đường tam tính toán mặc dù đại quân đã xuất phát 10 ngày nhưng với tốc độ hiện tại của bọn họ nhất định là có thể gặp được đại quân trước khi đại quân ra đến thiên tuyến không cần phải hỏi sự lấy khắc ngũ quá nhất định là đều ở trong hàng ngũ đại quân chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy sẽ phải khai chiến với võ hồn đế quốc mặc dù trong lòng của hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng đối với trận chiến chiến này trong lòng của đường tam lại tràn đầy khát vọng Trải qua 5 năm, Đường Tam rất muốn biết Đường Môn do chính mình một tay sáng lập hiện nay đã phát triển đến, đến trình độ nào rồi. 2.300 danh hồn sư, nghe qua mặc dù là không ít nhưng nếu so sánh với vũ hồn đế quốc, số lượng hồn sư đã vượt qua 5.000, vậy là rất ít mà đánh một trận này có thể chiến thắng võ hồn đế quốc hay không mấu chốt vẫn là đội quân do chính tuyết bằng sắc phong đường gia quân đường môn ám khí cũng đã là lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài lịch sử không thể nghi ngờ thiên đấu cùng với tinh lá hai đại đế quốc cũng đã xuất ra toàn lực ứng phó đây cũng chính là trận chiến cuối cùng với vũ hồn đế quốc nếu như trận chiến này thua, Vũ Hồn Đế Quốc chỉ cần tiêu diệt hết quân tinh nhuệ của hai đại đế quốc. Như vậy hai đại đế quốc nhất định sẽ không có ngày khôi phục. Bị hủy diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như có thể, kế thừa vị Vũ Hồn Đế Quốc trở ổn định xong, ít nhất trên phạm vi lớn nàm sự yếu lực lượng của nó. Như vậy tương lai sẽ có nhiều hy vọng hơn. Đến với Vũ Hồn Đế Quốc thủ đô, Vũ Hồn Thành giáo hoàng điện. Cái gì? Tịch diệt tiểu đội hoàn bộ bị tiêu diệt. Năm thành phố tổn thất hơn 500 danh hồn sư. Bibi Đông vừa mới trở về, chợt nghe được những tin tức khiến cho nàng phẫn nộ, chợt mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt của mình, vẻ mặt ấy này chính là Hồ Liệt Na, quần áo trên người của nàng không có xó nhưng tự động, đến nỗi để lại là người khác đang đứng trước mặt của nàng, với tính tình của Bibi Đông sợ rằng đã sớm bị hạ sát thủ, nhưng mà Hồ Liệt Na lại không sống người bình thường, trong lòng của Bibi Đông, Hồ Liệt Na không chỉ là một đệ tử thân truyền mà càng giống như là con gái ruột vậy, Tuy rằng nàng vẫn còn một đứa con gái là thiên nhậm tuyết, nhưng trên thực tế địa vị của thiên nhậm tuyết trong lòng của nàng còn không bằng hồ liệt na. Trên người của hồ liệt na, nàng dồn vào trong đó rất nhiều tâm huyết của bản thân. Tin tức số cứ từng cái từng cái truyền đến. Ngay trước khi về đến giáo hoàng điện, BB Đông đã biết được tin tức hai đại đế quốc đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn. Mục tiêu đánh đến võ hồn đế quốc từ hai phía giáp cổng đại quân áp sát. Được, tốt lắm. Nhìn bộ sáng thiên đấu thình là bọn họ vốn là có chuẩn bị mà đến. Muốn tiến đánh ta khi ta chưa ổn định được. Giỏi, ta muốn nhìn xem các người dựa vào cái gì để chống lại quân đoàn hồn sơ của ta. Nana truyền lệnh của ta, chưa tầm tông chủ thất đại tông môn. Tất cả các hồn sơ sắc phòng chức vụ từ giáo chủ trở lên đều đến đây nghị sự. Nếu bọn họ muốn đánh một lần là xong, ta đây sẽ thành toàn cho bọn họ. Vâng, sư phụ. Trong cả vũ hồn đế quốc cũng chỉ có mình hồ liệt na có thể không gọi bị bị đồng là bệ hạ. Mắt thấy sư phụ không có trách cứ thêm gì nữa, hồ liệt na trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đương nhiên biết sư phụ đối với chính mình rất tốt, nhưng càng làm như vậy trong lòng của nàng càng thêm thống khổ. Ở sâu trong lòng của nàng đã có thêm một hình bóng nam nhân khác địa vị không hề thua kém so với sư phụ nàng, phảng vất nhiều khắc sâu trong linh hồn của nàng, như thế nào cũng không thể nào dứt bỏ ra được. Hiện tại thấy song phường sắp phải khai chiến nàng thầm nghĩ Đường tám sẽ phải gặp lại người trên chiến trường hay sao? Nếu như chúng ta gặp lại nhau trên chiến trường, ta sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Tại sao hai kẻ quan trọng nhất trong đời của ta lại nhất định phải gặp nhau trên chiến trường cơ chứ? Mới vừa rồi nghĩ tới đó, Na vừa định qua đi truyền lệnh đã bị 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 đồng gọi lại. Ta Nguyệt, ngươi cùng với Diễm đi truyền lệnh đi. Nana, ngươi ở lại đấy, ta có điều muốn nói với ngươi. Vâng, bệ hạ. Tà Nguyệt cùng với Diễm liếc nhìn nhau, hai người ít nhiều đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ hiểu được trong lòng của Bì Bì Đông, địa vị của mình vĩnh viễn cũng không thể nào so sánh được với vị thánh nữ Hồ Liệt Na kia. Trong phòng chỉ còn lại Bì Bì Đông cùng với Hồ Liệt Na hai người, sắc mặt lạnh như băng của Bì Bì Đông dần dần thu hòa trở lại, chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, kêu Hồ Liệt Na ngồi xuống. Sư phụ ta làm cho ngài thất vọng rồi, Hồ Liệt Na cúi đầu nói. Bì Bì Đông thở ra một tiếng, không có gì chết mấy trăm thiên hồn xưa còn không đến mức làm cho chúng ta thường cần động cốt cái này tất nhiên là thiên đấu đế quốc cố ý làm muốn đả kích đến tinh thần của chúng ta có điều cũng không thể nào dễ dàng như vậy trận chiến này sớm muộn gì cũng phải bắt đầu mặc dù hiện tại chúng ta còn chưa thật sự ổn định nhưng ở trên chiến trường lực lượng hồn sư mà chúng ta nắm giữ vững vàng trong tay hoàn toàn có thể áp đảo được hai đại đế quốc chỉ cần chúng ta chỉ huy thích đáng ở trên chiến trường nhất định có thể phát huy ra được tác dụng chính thức thiên đấu tinh la hai đại đế quốc căn bản là không thể nào gây ra sóng gió ai cũng có lúc thất bại không nên bởi vì một lần thất bại mà ảnh hưởng đến niềm tin của chính mình lại nói tiếp lần này ta cũng thất bại sao sư phụ ngày Hồ Liệt Na giật mình nhìn Bì Bì Đông. Bì Bì Đông hung hăng nói, vốn ta đã sắp đắc thủ, thái thần cựu viên thiên thành nghiêu máng đều đã hấp hối. Đúng vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện ra một cái tên tay cầm vũ khí tam so kích kỳ sĩ, người mặc áo tràng đen, phá hủy đi chuyện tốt của ta. Nếu như ta đoán không sai, người này, hắn chính là cái tên đã mất tích hơn 5 năm trước, đường tám. Cái gì? Hồ Liên Na thân thể rung lên, suýt nữa từ trên ghế té xuống, đôi môi đỏ mỏng cũng không thể nào khống chế được rẩy một hồi. Ba ngày sau, xa xa đường tàm cùng với tiểu vũ đã nhìn thấy được đại quân hành quân như lòng trời lở đất, tuy là đang ở không trung quan sát, nhưng khi thế do so trăm vạn đại quân mang lại, vẫn là làm cho bọn họ có một chút thù người xa. Đoàn người di chuyển vô cùng vô tận, cờ xì phất phới trật tựa ngày ngắn, một đơn vị hàng vạn người, trên bình nguyên rộng lớn di chuyển giống như là dòng nước lũ đang điên cuồng gào thét. Ở phía trước là trọng kỵ binh quân đoàn, cả người lẫn ngựa đều bao trùm ra một bộ giáp nặng nề. Hai bên là trọng tràng quân đoàn, toàn bộ đều do binh lính cường tráng tạo thành. Ở trung ương là đại quân bộ đội, chiến số lượng nhiều nhất ít nhất có 6 kình kỵ binh quân đoàn đang chạy bằng bằng trên cạnh đại quân, phụ trách điều tra thám báo, bảo vệ xung quanh khu trung ương. Toàn bộ đại quân hàng hàng lớp lớp tiến về phía trước. Ngay phía sau đại quân là đoàn quân lương thảo khổng lồ, cái này gọi là bình mã chưa đóng, lương thảo đã đi trước. Chỉ riêng đoàn quân hậu cần tiếp viện này thôi, tuyệt đối cũng đã vượt qua hơn 50 phán. Quân quân không ngừng đem vật tứ tiếp viện từ hậu cần chuyển tới tiền tuyến, đơn giản ước lượng một chút. Đường Tam hiểu được lần này thiên đấu đế quốc đều động quân chính quy, hậu cần tiếp viện cùng với quân đội dự bị, tổng số sợ rằng cũng đã vượt qua hơn 200 vạn quân, tuyệt đối là dốc hết năng lực của cả nước. Đồng thời, đây cũng là số lượng quân đội lớn nhất mà đế quốc có thể chống đỡ. Nhiều năm tích xúc, quốc lực đế quốc đến thời khắc này cũng đã hoàn toàn bày ra hết. Phải biết rằng hơn 200 vạn đại quân, mỗi ngày số lượng lương thảo tiêu hao phải nói là con số khổng lồ. Để duy trì trang bị cho một đám quân đội này, quốc lực của thiên đồ đế quốc có thể tưởng tượng được. Khổng lồ là hai đại đế quốc tồn tại sừng sững suốt nhiều năm trên đại lục. Từ tình huống trước mắt của thiên đấu đế quốc, không có thể tưởng tượng ra được tình hình của tình la đế quốc bên kia. Trên mặt số lượng hồn sứ tình la đế quốc có thể không bằng thiên đấu đế quốc, nhưng quân đội của tình la về số lượng tuyệt đối nhiều hơn thiên đấu đế quốc. Tình la đế quốc sử dụng phương châm thiết nguyết để trị quốc. Từ kinh nghiệm của đế mộc bạch và chùa trúc thành có thể nhìn thấy được điều này. Quốc gia như vậy, quân đội như thế nào có thể yếu kém đây? Hồn sư mặc dù cường đại, nhưng những hồn sư còn chưa đạt đến cảnh giới hồn thánh. Dù sao thì thể lực và hồn lực vẫn còn không ít hạn chế. Một khi trong tình huống đối mặt với đại quân như thế, một khi sự chênh lệch về số lượng đạt đến tỷ lệ nhất định, như vậy các hồn sư cũng chưa chắc có thể ngạnh kháng với đoàn quân như thác lũ gầm thét. Không thể nghi ngờ, thiên đấu tình là hai nước đúng là muốn dùng quốc lực để cố sức kéo ngắn lại sự chênh lệch về số lượng hồn sư với võ hồn đế quốc đấu la đại lục đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra cuộc chiến tranh với quy mô lớn rồi càng không có kinh nghiệm đối mặt với hồn xưa quân đoàn của võ hẩn đế quốc loại này một trận chiến như thế này kết quả như thế nào cũng không ai biết được nhưng thiên đấu cùng với tinh la hai đại đế quốc lựa chọn thời cơ như thế này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất đang cùng với đường tam chìm trong suy tư đột nhiên tinh thần lực lượng của hắn hơi động một chút ánh mắt nhìn về phía kia chỉ trong chớp mắt một đạo bóng sáng hư ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn sau lưng có một cặp cánh nhỏ run rẩy trực tiếp tập trung về phía vị trí của đường tam cùng với tiểu vũ một tiếng kêu bén nhọn trong nhé mắt đó vang lên thẳng hướng tận trời Trương kiến bóng người này cùng với phản ứng của hắn đường tam không khỏi cười khổ nói Có thể tính hay không là ta đang vác đá đập trên chân của mình Tham báo của đường môn mẫn đường đại tử trên chiến trường còn chưa phát hiện ra tác dụng Đầu tiên đã đem tông chủ của mình bắt được Tiêu vũ biểu miệng cười Lúc này mới chứng minh được đường môn đệ tử mới chính là tình nhuệ Ngoài trừ mẫn đường đệ tử có vũ hồn lá tiền vĩ vũ yến ra Làm gì có ai có thể có được một chi hồn sư trình sát không trùng với tốc độ nhanh Phản ứng mau lẹ như vậy Tên mẫn đường đệ tử kia cũng không có tới gần, chỉ dừng lại ở khoảng cách của đường Tam và Tiểu Vũ hơn 300 thước mà thôi. Ở khoảng cách này, cơ bản là các hồn sư kỹ năng đều không thể nào công kích tới. Hắn đưa với tốc độ của mình là tuyệt đối tiên tưởng, căn bản không sợ đường Tam cùng Tiểu Vũ có thể đánh chết hắn. Chỉ trong thời gian mấy lần hơi thở, từ trong đại quân của thiên đấu đế quốc chất bé lên trên hơn 10 đạo bóng sáng hướng về phía này bay đến tất cả đều là phi hành hồn sư sau khi bay đến lập tức bọn họ nhìn thành một hạng trận hình bao vây hình nửa vòng tròn hướng về phía vị trí của đường tam cùng tiểu vũ về lại chẳng những phối hầm xào diễu hơn nữa còn không có phát ra bất kỳ âm thanh sư thừa nào đội hình cực kỳ nghiêm chính Tên vẫn đường đệ tử kia thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, chợt tăng tốc bay về phía xa xa. Từ đầu tới cuối cũng không nói một câu nào. Rất nhanh thì đường tam của mỗi tiểu vũ bị mấy trùng phi hành hồn sư kia bao vây lại. Một đám hồn hoàn lóe sáng trên người toàn bộ đám hồn sư này. Một đám tinh thần phấn chấn lên. Thấp nhất cũng là hồn tống bốn hồn hoàn. Trong đó có một người mạnh nhất đã có thực lực hồn đế, có sáu cái hồn hoàn. Bó tay chịu chói, mấy chục tên phi hành hồn sứ đồng thời kêu gào lên một tiếng âm thanh hòa nhịp nương tựa theo tiếng kêu đó khi thế của bọn họ cũng trong nháy mắt sưng lên hướng về phía đường tam cùng với tiểu vũ phóng tới tiểu vũ buộc miệng cười rồi nói các người cũng không có hỏi qua chúng ta là ai đã kêu chúng ta bó tay chịu trói rồi sao tên hồn đế trên 60 cấp kia trầm giọng nói bất luận là người phương nào thấy thân phận hồn sư nhìn trộm lại quân của bọn ta hết thể bắt lại trước rồi mới nói sau theo chúng ta đi xuống sự thông song của tiểu vũ cũng làm choán trong lòng có chút bất an. Mặc dù bọn họ nhân số đông đáo, nhưng nếu như gặp phải cường giả chân chính vẫn là không đủ sức. vì hôn đế này đã cẩn thận chuẩn bị, tuy thở lúc nào cũng có thể chạy đi cầu viện. Đương nhiên hắn cũng tuyệt đối không có lùi bước. Phía xưa có hơn trăm vạn đại quân cùng với hơn sáu ngàn danh hồn sư làm hậu thuẫn. Hắn không tin hai người trước mặt kia có thể dám làm gì. Đường Tam vén cái nón trên đầu ra mỉm cười nói Ta là đường môn môn chủ đường Tam Đặc biệt đến cùng đại quân thể tụ Thỉnh đưa chúng ta đi gặp đại sứ hoặc là người của đường môn cũng được Ngươi là đường môn môn chủ Gã hồn đế kia tuổi cũng đã hơn 50 Nhìn đường Tam trong mắt tràn ngập vẻ không tin nổi đường môn đệ tử cũng đáng vượt qua hơn hai ngàn đường môn tông chủ sao lại còn trẻ như người được coi như là người nói dối thì cũng nên kiếm ra một cái lý do nào đáng tin một chút đừng nói nhảm nữa bó thay chịu trói trước rồi hãy nói nếu không đừng trách chúng ta không khách khí đường tam lắc lắc đầu than nhẹ hắn cũng không muốn ở chỗ này làm mất thời gian quang mang trong đôi mắt đột nhiên trở lên trên thần túy hơn Quần sáng xanh thẳm cơ hồ trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh tất cả thân thể của đám phi hành hồn sư. Đám phi hành hồn sư kia chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, lập tức mất đi sự khống chế đối với bản thân. Đừng nói là sử dụng xa hồn lực hồn kỹ, cho dù làm mở miệng nói chuyện cũng đã không được. Sau khi dễ như trở bàn tay chế trụ đám hồn sư này, đường tam trong miệng phát ra một tiếng thét dài, âm thanh cuộn cuộn vang tận trời xanh, tiếng kêu hùng hậu mà trong sáng truyền đi xa, giống như là đại quân vô cùng vô tận đang lan tràn đi trên đất bằng một tiếng thiết dài dĩ nhiên truyền khắp khuôn trăm vạn đại quân bên dưới lan đến mọi ngóc ngách hơn nữa âm thanh không hề có một chút nào suy yếu đi ngược lại càng trở lên trên càng ngày càng dâng cao tiếng hét cuồn cuộn đó giống như là sóng vỗ chán bờ làm sung động toàn bộ trăm vạn hùng binh bên dưới Xích nhẹ một tiếng, đường tam chỉ cảm thấy hồn lực bản thân của mình chợt sôi trào lên một chút. Tiếng kêu nhất thời trở lên trên càng ngày càng hùng hậu thêm vài phần. Không khỏi ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra, chính mình đã đạt được đột phá cực hán đã đạt đến suốt một khoảng thời gian qua. Đã lên đến ba cấp hồn lực. Sau khi hấp thu xong năm cái vạn năm hồn hoàn, hồn lực của Đường Tam cũng đã đạt tới đỉnh cao của 92 cấp hồn lực, gần đến 93 cấp, chỉ có điều là chưa có đột phá mà thôi. Nhưng trước đấy, hắn đã chiến với năm vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông, dưới áp lực cực lớn bộc phát ra toàn bộ thực lực, sau đó gần như tiêu hao toàn bộ hồn lực trợ giúp phụ thần đả thông kỳ kinh bát mạch. Hắn phen kinh nghiệm này không thể nghi ngờ đối với việc đánh sâu vào bình cảnh chướng ngại của 93 cấp là có chỗ tốt thật lớn bởi vì mấy năm nay hồn lực của hắn tăng lên quá nhanh. Đường Tam sau khi rời khỏi hải thần đảo, phương thức thủ luyện đều là lấy báo thủ là chính, tận lực củng cố năng lượng mà mình nhận được. Bởi như vậy cũng không có tiến sâu vào đột phá lên 93 cấp, lúc này ngược lại là mượn một tiếng thét sai, dẫn động hồn lực trong cơ thể, nước chảy thành sông, hoàn thành quá trình đột phá. Ngay tại lúc này có một vài tiếng thét dài đồng thời từ trong đại quân vang lên, trong đó có một tiếng thét dài to giả rõ ràng, tràn ngập khí thế mạnh mẽ vô tận, giống như muốn đem tiếng thét kia của đường tam phân xa làm hai vậy. Một đạo kiếm khí màu lam khổng lồ phảng phất như muốn chia rời, rạch đất trong nháy mắt dâng lên trên đến tận trời cao. Kiếm khí kia phảng phất như muốn nổ liền điện thiên địa, đều dựa theo tiếng thét réo rắt to dài kia thẳng hướng đường tam phóng đến. Đường Tam ha ha cưới cổ tay run lên, lớp phải bao bọc hải thần Tam sơ so kích nhất thời rách vốn, như từng cánh bướng chập trần rơi xuống. Bàn tay vùng lên đem đám hồn sở đã bị hắn dùng tinh thần lực lượng chấn nhiếp vứt về phía sau. Trường kích chém ra quang màng màu đen chợt ngạnh kháng với luồng kiếm khí màu lam kia. Quỳnh một tiếng, một tiếng nổ ầm vang, hai thần tam sở kích chợt bộc phát ra một tiếng như lòng ngâm, thanh chủ nhận hơi run rẩy, một luồng kim quang gợn sóng từ nó phóng xuất xa không cần hai thần chia quang của đường tam rót vào, hai thần tam sở kích chợt tự động hóa thân thành kim sắc, đường tam thậm chí còn cảm giác được, thanh hoàng kim tam so kích trong tay còn muốn rời khỏi tay, với trọng lượng hơn 10 vạn 8 ngàn cân của nó còn bị dùng chuyển như vậy, đủ thế được luồng kiếm khí kia kinh khủng đến mức nào, ngay cả bản thể của hải thần tam sở kích cũng bị khởi Tôi sẽ lòng hiếu thắng